Chuẩn bị mẫu nail Tết cho khách hàng của mình ngay từ bây giờ là được rồi nha các nàng ơi. Xin chào các bạn, lại là nail Minh Đan đây. Các bạn cùng xem hôm nay Minh Đan vẽ gì nha. Đầu tiên bạn sơn nền màu hồng da, dùng cọ bẻ treo và treo vẽ trắng pha với nâu để ra màu da. Bạn chia bút cục vẽ thành hình tròn và tô đều màu da rồi cho móng đi hơ khô. Tiếp đến bạn dùng treo màu nâu vẽ mái tóc cho nhân vật. Bạn vẽ chi tiết gân cưa tạo cho mái tóc tự nhiên hơn. Vì là treo nên bạn lưu ý mỗi lần vẽ sẽ cho đi hơ khô một lần nhé. Dùng tiếp treo màu đỏ, chia bố cục cho phù hợp với móng rồi cũng tô đều màu tương tự. Bạn dùng treo màu da đã pha trước đó, vẽ hai tay và chân cho nhân vật. Lấy ngay treo màu vàng, điểm thêm các chi tiết nhỏ trên áo cũng như là hai bím tóc. Tiếp đến bạn dùng cọ bi lấy treo màu đen chấm hai mắt và vẽ thêm lông mày và miệng. Bạn vẫn dùng treo màu đen viền xung quanh cho nhân vật nổi bật hơn. Lưu ý ở phần viền mái tóc bạn kéo thêm những tia nhỏ bên trong cho đẹp nhé. Phủ một lớp tất treo và cho móng đi hơ khô. Vậy là Minh Đan đã vẽ hoàn thành mẫu nail rồi nè. Mẫu nail vô cùng đơn giản nhưng rất là dễ thương đúng không các bạn? Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công mẫu vẽ này. Minh Đan xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nữa nhé.